quyết liệt đi. Mình nghĩ đi, nhà cháy mà sao cái chùa còn, cái nhà cũng, cái chùa cũng giống cái nhà tường, nhà đồng, ta cũng có nhà lầu gì, mà cái chùa thì cũng nhà tường mà sao không cháy. Thì cô mới nghĩ ra liền, cô mới nghĩ ra vậy là mẹ kêu mình tu, cái chùa còn, tất nhiên là mình tu mới còn. À, là lúc đó cô thấy là chưa lên cái phao ngang, sau này cô mới thấy lên cái phao là mẹ cứu, bỏ lên cái phao luôn. Lúc đó là thấy nước rửa cháy hết bình địa. Cái cô mới kêu là mới nghe tiếng người ta nói sao bây giờ không còn ai chứ, người sao mình nên mình sống với ai. Người ta nói lập hội long qua thì sống. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con kính lễ Phật. Dạ, con kính chào cô Năm. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô Năm chào Dương Cầm. Dạ, hôm nay hữu duyên cô cháu mình gặp lại thì con cũng nhờ cô Năm chia sẻ đôi điều về Phật Pháp. Trong cuộc đời tu tập của mình, cô Năm đã trải qua mấy mươi năm, thì cô Năm gặp những chướng ngại gì? Để cho bà con biết á, thì hoặc là bản thân con nè, khi cô Năm gặp những chướng ngại đó mà cô Năm vượt qua như cách nào, để cho con biết, nhiều khi con gặp đối diện những hoàn cảnh đó con biết mà con có thể vượt qua một cách dễ dàng hơn á. Dạ rồi, con kính mời cô Năm. Thì cuộc đời của cô Năm trải ra rất là nhiều gian nan lắm, mà nếu mà cô kể chắc cũng lâu lắm. Dạ. Thôi những cái nào quan trọng cô Năm kể. Dạ. Chứ nếu mà cô kể ra chắc con lên ba clip. Dạ. Thì cuộc đời của cô Năm rất là cũng khổ lắm. Khi mà cô Năm lập gia đình thì không con không cái, thì nói chung là cũng rất là giàu lắm. Như cô Năm biết Phật Pháp từ lúc đó, đó là cô 25 tuổi rồi cô đã biết Phật Pháp. Nhưng mà cô làm những việc gì đó không có tội thì thằng chồng của cô nó không chịu. Là lúc đó cô nói chung là cô cũng giàu lắm, bán vật liệu xây dựng này nè, thì trải qua là 5 năm rất là giàu luôn. Dạ. Rất là giàu lắm, tiền tỷ tỷ luôn á. Rồi cái người chồng của cô đó mới là đem đi làm cái tàu biển, đóng tàu biển, đóng tàu biển âm nghịch nhá, sắt. Dạ. Cào đó, cào cá đó, cô không có chịu. Là ai chữ cô nói là tu tối ngày tu nghèo khổ đó. Thì cái giai đoạn đó cô vượt qua luôn, cô mới là không có thể nào mà thắng nổi người chồng. Cô mới bỏ đi về má của cô, bỏ tất cả luôn, bỏ tất cả luôn, chỉ lấy quần áo đi thôi. Tại vì bề trên á, là lúc đó cô được á, là bề trên cho cô biết là không có nên làm cái nghề đó. Và người chồng không có nghe nên cô phải bỏ. Gian nan lắm, cuộc đời cô gian nan, đến cô 40 tuổi đó thì cô mới được gặp mẹ Duy Trì Phật Mẫu nha. Cô mới giấc mơ á, cô mới gặp Duy Trì Phật Mẫu là năm cô 42 tuổi. Dạ. 42 tuổi là gặp Duy Trì Phật Mẫu, dán xuống ngồi nói chuyện bình thường giống như người phàm mình thôi, chứ không phải là thấy ở trên mây là hoặc thấy gì, thấy thực tế luôn. Dạ. Trong giấc mơ ngồi trên cái bàn nói đàng hoàng, nói chuyện với cô đàng hoàng, cô cũng nói lại mà cô kêu bằng bà ngoại. Em thì bà mới nói á, con lo tu đi, chứ con không có tu là không có được. Thì cô mới vú cái ta mà đẹp vô cùng đẹp, người thật việc thật, nói chuyện mình thuần vậy luôn, mà cũng giấc mơ rõ ràng nha. Yeah. Thì lúc đó cô gặp mẫu đó là 42 triệu mẫu nói như vậy đó, cô mới bỏ về bên mà mẹ của cô ông Xuyên. Thì từ đó đó cô rất là khổ luôn, đâu có tiền bạc gì đâu. Cái cô lên Sài Gòn, cô có ngày mai thì gặp mẫu nữa. Mẫu nói thôi bây giờ con lên đây con mai thì con gán lại mẫu đi. Rồi mẫu cái sự nào màu nhiệm nè, cô kể rất là màu nhiệm nha, bà con cứ tin tưởng. Nếu mình được gặp Phật gặp mẹ là rất là quý luôn, kiền căn có mới được thấy đó. Thì cô mới lên Sài Gòn, cô mai thì chim ba thấy mẫu nữa. Mẫu nói thôi để ta đợi cho con có tiền con về xứ mà tu. Thì lúc cô lên Sài Gòn là cô 45 tuổi. Khi mà cô đến 50 tuổi là cô mằng được 20 cái vàng luôn. Yeah. Mua miếng đất. Bị gì mẫu có nói nè, thì từ ngày cô thờ cái hình tượng mẫu cái nhỏ đó. Yeah. Là lúc đó đó 45 tuổi là cô thờ tới bây giờ. Thì cô lên thành phố là cô chim bao thấy mẫu nữa, mẫu mới nói thôi bây giờ con là gắng niệm Phật đi, thờ mẫu đi, rồi mẫu đỡ cho con bằng có tiền về xứ mà tu. Yeah. Về xứ các nhà mà tu vậy ha.
Thì cô mới ra Thủ Đức, cô thỉnh về cô thờ đó. Cô thờ tới bây giờ, tới sau này là đúng 5 năm. Lúc cô lên thành phố là 45. Thì đến 5 năm thì 50 tuổi. Thì cô về là cô phát nguyện ăn chay luôn. Bởi vì mẹ nói là đỡ cho cô mua được miếng đất rồi. Thì cô mua miếng đất nhưng chưa có tiền cất nhà. Thì cô mới nguyện ăn chay luôn. Cô nói bây giờ con 50 tuổi, con nguyện với mẹ là từ ngày tháng này con ăn chay suốt cuộc đời này, đến khi mà con bỏ thân xác này thôi. Con nguyện mẹ cho con có được cái nhà. Bây giờ đất cô có rồi, nhưng mà có cái nhà để con mai rồi con sống lay lắt vậy thôi, cũng ăn tương ăn rau đâu có nhiều tiền. Thì trong 3 năm là mẹ đổ cho cô có nhà liền. Con thấy không, sự màu nhiệm không. Thì cô tu đến là 53 tuổi. Thì bắt đầu 50 tuổi là cô ăn chay, tới 53 là cô là có được cái nhà. Có được cái nhà đàng hoàng rồi cô tu tiếp tục. Tu tới bây giờ luôn là 71. Đó. Là từ cô phát tâm là 50 tuổi tới giờ. Mà cái sự màu nhiệm rất là màu nhiệm ngang, để cô kể nữa. Thì trong giấc mơ, trong cái thời gian cô tu tập đó, thì ở trên đó, mẹ về kêu. Mẹ nói con phải đi cất những việc gì cho cô thấy hết, như là nước dưng lửa cháy cũng cho cô thấy luôn, là không còn nhà còn cửa, những việc gì là cô thấy hết trơn nè, cho cô thấy nước dưng lên khỏi cái đọt nhà hang, không còn cây cối luôn cũng cho cô thấy luôn, mất nhà mất nóc gì không còn, mà cô nằm ở trong cái phao. Trong cái phao đó nó tròn do giống như là cái trái banh mà nó lớn thẳng cái chu vi bằng cái khu này nè, cái khu mình nè, mà nó trong ngần, trong như cái ly nè, mình nhìn thấy ngoài vậy đó. Ha. Thì cô mới nói chàng ơi, bây giờ có mình anh con trên cái phao. Thì mẹ nói nghe cái tiếng nói thôi chứ không có thấy, mẹ nói ta cứu con, ta cứu con. Con cơ yên nó đi. Thì cô nằm ngậu trong cái phao mà ở ngoài ha, gió heo nuốt liệt liệt hết trơn, cây cỏ gì không còn luôn, như mình nhìn như là biển luôn đó, không có thấy cây dưới nhà nữa. Thì cái phao nó lăn tới, nó lăn lên nó trôi trên mặt biển bồng bềnh vậy đó. Cô quá sợ cái cô nói quá sao mẹ ơi, mẹ cứu con, sao mà con ở trong này không thấy ai chân làm sao. Cái mẹ nói ta cứu con, là bỏ vô cái phao rồi đó, lại trong cái phao mà tất cả nhiều người là chết hết trơn, không còn nhà còn cửa luôn. Thì cô quá sợ cái cô nói mẹ ơi mẹ cứu con, cái cô giật mình thức dậy. Đó là cái sự mộng nhiệm đó em, cho cô biết cái nước mà cô nói đem nước có sao, cho cô biết từ tỉnh nào tới tỉnh nào luôn, tỉnh nào trước tỉnh nào sau, cho cô biết luôn đó. Hôm trước cô nói một lần đó mà bị bây giờ cô nói những cái sự màu nhiệm hen, là nước chân lửa cháy. Rồi cô thấy hen lửa trên ở trên trời á, cái lúc đó là cô thấy là không có nước dưng, mà cô thấy lửa ở trên trời bằng cái thúng nha, rớt xuống mưa đó, mà gọi là mưa lửa. Đó, bịch xuống cháy nhà hết trơn luôn, không còn cái nhà nào, bình địa luôn. Rồi đến khi mà tàn rồi là như là sa mạc vậy, cho cô thấy gì luôn đó. Mà ngang vô ngay cái chùa, mà cô ở trong cái chùa mà cô sống. Có nghĩa là cô mới thức dậy, cô mới nghĩ là chắc kêu mình tu đó mới sống. Tất cả bình địa như là ở sa mạc, ở mà nước châu Phi vậy đó, mà sao còn cái chùa còn nguyên. Thì đó cô mới nghĩ ra chắc là vậy, mẹ kêu mình tu, gắng tu quyết liệt. Rồi cô tu quyết liệt luôn. Hồi đó là cô còn dưới, cô chưa lên đi làm thầy đó, cô cúng đêm cúng ngày luôn. Mà cô lúc cô thiền là được thấy luôn đó. Thì cái cô thấy vậy, cái cô mới thức tỉnh, cô nói chắc là mẹ kêu mình tu quyết liệt đi. Mình nghĩ đi, nhà cháy mà sao cái chùa còn, cái chùa cũng giống cái nhà tường, nhà đồng, ta cũng có nhà lầu gì. Mà cái chùa thì cũng nhà tường mà sao không cháy. Thì cô mới nghĩ ra liền, cô mới nghĩ ra vậy là mẹ kêu mình tu. Cái chùa còn, tất nhiên là mình tu mới còn. Là lúc đó cô thấy là chưa lên cái phao ngang, sau này cô mới thấy lên cái phao là mẹ cứu, bỏ lên cái phao luôn. Lúc đó là thấy nước lửa cháy hết bình địa. Cái cô mới kêu là mới nghe tiếng người ta nói sao bây giờ không còn ai chứ, người sao mình nên mình sống với ai. Người ta nói lập hội long qua thì sống. Nói vậy thôi chứ không nghe, không thấy ai. Chỉ có cái chùa mà cũng không thấy ông sư nào trong chùa luôn. Cái chùa giống lỏng, cô đi vô đi ra mà có mình anh mình à. Cái cô mới nói trời ơi, gì rồi sao mình sống với ai. Lúc cô giấc mơ á, cô mới tỉnh lại, cô mới nói gì là mẹ kêu tu. Thì cô mới nhận ra được cái đó nữa, một cái nữa. Đó, còn con biết không, rất là nhiều luôn. Cô thấy mẹ từ ở trên đáp xuống, hai mẹ Quan Âm với Thế Chí từ từ đáp xuống, là kêu con tu đi.
Nhan nói chỉ nhiêu thôi rồi đi bay lên à. Dạ. Còn mẫu đó là thấy là mấy lần kêu cô tu rồi ta sẽ cho con hết khổ, và mầu nhiệm tới bây giờ cô mới hết khổ. Dạ. Rồi tới đó là cái năm đó là cô chuẩn bị lên đây đó để cất cái chùa đó, thì mẹ kêu lên cất cái chùa để tu, thì cô thấy mẹ Quan Âm hiện xuống nha, con phải đi làm nhiệm vụ của con. Thấy mầu nhiệm không, cô có biết làm đâu nhiệm vụ, thì ban cho cô kia kiếm dạ cô bắt đó, xong rồi là cô cũng bỏ qua lên ở rồi, mình cũng không biết cái gì, rất là nhiều chuyện lắm. Em còn một là từ đó sau cô mới thấy vậy thôi, giờ mẹ chuyển đâu con làm đó, thì tự nhiên người ta đến rồi con biết đây nè, rất là mầu nhiệm luôn. Cái cửa đó hồi đó chưa, cô chưa có mở ra nghe, thì cô tụng kinh á là đúng 12 giờ một cái ánh sáng em như là cái màu vàng mà như cái đèn pha vậy, pha qua pha lại cái chỗ ngay đây nè. Mà cô nói ủa sao cửa mình đóng mà bằng ngày mà đèn, nếu mà có đèn xe ông đa thì cũng đâu có thấy, bằng ngày mà dắt 12 giờ trưa luôn. Thì sự mầu nhiệm cho cô thấy, bởi vì cô mới làm được đến ngày hôm nay, chứ mà nếu bề trên mà không có sắp đặt cho cô làm là cô đâu có làm được. Thì cô cũng có nguyện với mẹ, cái sự mầu nhiệm của cô vậy, thì nếu mẹ cho con làm thì chừng nào con làm, con làm đến chừng đó, chứ giờ con cũng không có biết. Mà những gì nói lên đây á, thì cũng mẹ cũng khiến cho cô nói, chứ cô cũng không có là kinh sách về lão thông. Cô cũng thuộc nhưng mà lúc nói cô không nhớ. Bình thường thì nhớ sánh giảng của thầy thì cô cũng đọc rất là nhiều, bị cô đạo thầy tới 3 đời đó mà. Đó, thì cái sự mầu nhiệm đó là đầu tiên khi mà cô năm lên đây rồi đó, thì rất là nhiều, nhiều lĩnh nha. Không phải là nói tu mà dễ đâu nghe con. Không phải lên đây mà cô nói không phải làm thầy mà dễ đâu. Làm thầy, thầy nói là làm thầy khổ lắm con ơi. Thì khi mà cô được nhận cái lệnh bề trên rồi đó, nào là đủ thứ, trừ ma diệt quỷ đến đây cũng đối thủ với cô nhiều đó, ban cho cô từng từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng ví dụ trên kêu cô đi lên nó nhận lệnh thì đi lên nó nhận lệnh, thì các chị trên tay xuống nhận lệnh là các chị xuống. Thì khi mà cô nhận đao kiếm này cũng kêu không đó, bây giờ cái lệnh này cô mới nặng nè, nên bây giờ nó ào ập, nó dồn dập, nó mới tới tính phá. Đây hai cái gươm của cô. Lệnh này là lệnh, cái bằng lệnh là có ấn chỉ của cha đó nghe. Có ấn lệnh của cha đó. Đó, là con thấy rồi đó. Tới đây, cái từ ngày mà cô lên đây là 4 năm, nhưng mà một năm đầu qua năm thứ hai là cô được bề trên sắp đặt. Cái sự mầu nhiệm gì đó sắp đặt cho cô làm những gì là nói cho cô trong giấc mơ hết. Thì sau khi này cô thiền thì nói trực tiếp xuống luôn. Con phải làm nhiệm vụ như vậy. Mới đây cô cũng rất là buồn, cô cũng tính nghỉ. Nhưng mà cô nói trong lòng ra nói với mẹ, mẹ nói con phải làm, con phải có một cái bờ bến để cho thiền các con của ta có bến đậu. Rồi cô định nghỉ rồi đó. Thì cô ra làm giờ là hai cái giai đoạn cô buồn rồi. Một cái giai đoạn người ta thưa cô. Một cái giai đoạn này nữa là hai lần buồn rồi. Hai lần buồn là cô định hai lần nghỉ. Lần này cô định nghỉ nữa nè nghe. Cái lần đó mới vừa nói gì xong tối mẹ kêu con phải có một cái bờ bến, con biết không, để cho các con của ta có cái bến đậu, có thiền có bến đậu, để cho con dìu dắt con tiên của ta xuống trần đặng mà về. Nói vậy luôn đó con. Sáng cái cô thức dậy cô nói rồi mình cũng nghĩ rồi, giờ mẹ mới nói vậy thì sao giờ. Cô định nghĩ luôn đó. Lúc đó ra quay cô đâu có quay đâu. Nhưng bằng Quốc Thành lại quay cô, lúc này cô tạm ngưng đó. Lúc đó Quốc Thành nó quay trước con. Chứ mình Thành bổn. Thì nó ngưng cái nó gì à. Rồi hen, là một việc đó. Con thấy không? Muốn nghĩ cũng nghĩ không được nữa. Vì bề trên đã giao phó cho mình rồi, nhiệm vụ của mình làm rồi phải tròn. Mà trong cái thời gian mà làm nhiệm vụ đây là phải gian nan, là phải là thử thách mình. Có mình có được là nản lòng hay không, mà cô nản lòng. Cô nói thì cô nản lòng, cô buồn. Nên mẹ nhắc cô liền đó. Rồi kỳ này cái nặng này nó mới là nặng hơn cái nặng kia nè. Cái nặng này nói là cũng như là
rồi cô tham ô đó, nó mẹ như là làm việc tham ô đi. Yeah. Người làm việc gọi là tham ô đó. Yeah. Mà cô thật sự cô nói lên đây nghe, không cô không con, mà anh em chị cũng chết hết rồi, chỉ còn có hai ba người mà thôi. Người nào hai người kia, một người kia tay rất là giàu, còn một người thì khùng, cô đâu có giao được. Dạ. Yeah. Còn người khùng trong nhà cô đó, còn người kia làm tay giàu, tay nhà cửa con cái đầy đủ, có mình cô là không con thôi. Rồi bây giờ cô lấy để làm gì đây? Bây giờ cô cắt trên đây để làm cái gì? Con suy nghĩ đi. Đang tô đang tạo công đức mà đem đi làm gì rồi còn đâu công đức. Tô cũng cực khổ lắm, thức khuya dậy sớm cúng lại rồi thiền định, chứ đâu phải mà tu mà sung sướng, nghe không? Dạ. Nên cô không có làm cái việc đó mà người ta cũng nói cô được, thì con suy nghĩ đi. Dạ. Bởi vì cô cũng buồn đó. Cô rất là buồn. Ơi, con nghĩ là không có gì mà còn nhiều khi bị nói hoài mà thôi kệ, ai nói thì nói, mình làm thì cứ nghĩ như con cứ tiêu chí của con là chỉ có đơn giản thôi. Ừ. Mình đang làm trời đang biết, không cần ai biết hết, ai nói gì nói. Mình sống sao nhưng, không cần lương tâm bây, là được. Ừ, bây giờ cô cũng không buồn mà cô. Yeah. Nói lên đây cái sự mầu nhiệm cho bà con cô bác hiểu biết. Yeah. Nếu mà ai được trong giấc mơ mà kêu như vậy là người đó căn duyên rất là sâu đậm. Yeah. Sẵn cô Năm nói đây thì con cũng muốn hỏi một điều này, thì kính thưa cô Năm, cũng có nhiều vị nói là trong khi ngồi thiền mà mình mà thấy Phật thấy này kia nhiều quá thì cũng do cái ảo tưởng mình mà thấy, thì như cô Năm, mình phân biệt như thế nào là thật, thế nào là giả, thế nào là ảo tưởng, thế nào là thiên ma nó lôi cuốn mình, thì mong cô Năm chia sẻ. Ừ. Để bà con biết khi mà ngồi thiền định để mà biết phân biệt đâu là thật đâu là giả. Ừ. Thì cái người đó nói cũng đúng đó con. Yeah. Để cô Năm phân biệt cái. Yeah. Lúc mà thiền. Yeah. Cái lúc mà thiền định đó, tâm mình không mong cầu, không. Yeah. Nghĩ rằng cho tôi thiền tôi thấy Phật. Yeah. Thì cái tâm mình được dựng đó thì nó không hiện tới. Yeah. Cái đó không phải là ảo tưởng mà gọi là nó biết cái tâm mình vọng tưởng, nó đến nó phá mình. Yeah. Chứ không phải là vọng tưởng mà ảo tưởng. Yeah. Ảo tưởng là khác nha. Yeah. Vọng tưởng là khác, con này bên kia. Yeah. Cái tâm mình không vững, cái thứ nhất, cái thứ nhì mình tham cầu để gặp Phật thì nó biết cái tâm mình là nó vô, nó là nó phá. Yeah. Chứ không phải là ảo tưởng là khác. Có cái mong cầu đó là đúng. Mong cầu nghĩa là mình thiền, mình giái cho tôi thiền tôi được gặp thấy Phật, là nó biết cái tâm mình khởi là cái đó, tâm tham đó, tham mong cầu đó. Yeah. Để được thấy những cái điều mình đang hành sự này mà mình thấy được Phật. Mình đang hành sự dầu cho có đau khổ cỡ nào mình cũng không mong cầu. Yeah. Đó thì mới đúng. Còn những người mà thiền mà thấy Phật thì nhiều là không có đúng. Yeah. Không có đúng. Có nghĩa là khi mình ngồi thiền mà mình mong cho được thấy Phật mà. Ừ. Mình thấy là không đúng. Thấy là không bên đúng. Kia nó đang nó tới, tới nó giả ra. Nó kiếm mình. Ừ, nó giả ra cho. Yeah. Nó là mình thấy Phật cho mình mừng, mình ham. Yeah. Mình tham, tham là có nghĩa là mình tham thấy Phật. Để rồi mình mong cầu, mình vọng tưởng mình. Yeah. Sẽ được thấy Phật được thì nó dắt cái này cái kia rồi đó, dắt về bên kia luôn là. Yeah. Nó cho mình thấy hoài luôn. Yeah. Nó thấy hoài là mình vọng tưởng, vọng tưởng thấy hoài rồi từ từ nó đem cái mình về bên kia. Yeah. Rồi. À. Lúc đó mình còn nghĩ là quan đường, có nghĩa là ta đây là được thấy Phật rồi, ta nói chuyện với Phật rồi. Yeah. Ta thiền ta thấy Phật rồi đó, còn càng cống cao ngạo mạn còn thêm một cái tội nữa. Yeah. Nhưng mà trong giấc mơ là được. Yeah. Giấc mơ là có thể đó bề trên cho mình thấy. Yeah. Nghe, để cô nói phân rõ hai cái. Yeah. Như trong giấc mơ mình cũng đâu có biết gì đâu. Yeah. Thì là cái hồn thiên của mình, cái chân linh của mình ở trên xuống thì ở trên cho mình thấy những cái việc đó để có cái sự mà mình biết cái tiền căn của mình, rồi cho mình thấy là cảnh này cảnh kia cho mình thức tỉnh mình tu. Yeah. Như là thấy nước dưng lửa cháy, rồi thấy chết chóc rồi cho mình thức tỉnh mình tu, cái đó là thiệt. Cái đó là như ở trên mình xuống trần này đây, mẹ mới thấy mình như vậy đó, cho mình thấy những cái việc trần gian này là đau khổ, trần gian này là khổ nên mình thức tâm để mình tu. Yeah. Chứ không có sao. Còn cái lúc mà thiền mà thấy là không được. Yeah. Thì cô căn dặn mấy đệ tử của cô, nếu thiền mà thấy thì mở mắt ra liền. Yeah. Dứt phá không. Mà trong khi lúc thiền định là không có mong cầu gì hết, cứ tự nhiên đi. Yeah. Cứ tự nhiên tâm vắng lặng, tâm mình vắng lặng tịnh tâm, cứ không nghĩ gì hết, mà nếu nó có phóng á, thì con mở mắt ra liền. Yeah. Đừng có để cho nó dắt mình đi xa. Yeah. Rồi
Vậy những khi mà nếu mà thiền như vậy rồi có khi nào mình gặp thiệt không cô Năm? Nếu là thật, thật thì như thế nếu nào? Nếu thật là như gì? Để cô Năm nói luôn. Dạ. Cũng có thật, nhưng mà khi mình đọt qua được mấy cái giai đoạn này hết là mới có thấy thật. Dạ. Khi mình thiền ban đầu hen, là cô biết thiền là cô 30 tuổi đó. Lúc 30 tuổi là cô đã thiền, tới giờ là cô 70 rồi đó, 71 rồi hen. Dạ. Thì lúc ban đầu mình thiền đó là mình thấy là lúc cô thiền thì nói chung là cô thiền thì cô không có thấy Phật nha. Yeah. Nhưng mà cô nói mấy những người mà thấy Phật đó. Yeah. Thì bước đầu mà thấy Phật là không nên. Mình cứ vắng lặng đi, bước đầu nó cho mình thấy. Mình chưa có tu được bao nhiêu chứ mà mình thấy Phật. Ví dụ mình mới thiền được 5 hay 5 chưa thấy đâu. Yeah. Con phải tu mấy chục năm, con được cái huệ nhà, cái huệ tâm con rồi con mới thiền, con mới thấy. Mà không phải là thấy Phật hiện xuống cho mình, thấy Phật dạy mình làm những gì. Yeah. Chứ không cho mình thấy ngang ngang vậy thôi. Nếu mình đến lúc hen thiền ban đầu cho mình thấy ảo tưởng như cảnh tiên này dàn cảnh trước mặt mình là không đúng. Qua một cái giai đoạn nữa rồi, tới mà con được đọt được là 2/3 rồi đó hen, thì nó sẽ hiện ra ma quỷ. Dạ. Hiện là ma quỷ trước mặt mình à. Thì lúc mình thiền tĩnh vậy hen, thì mình cứ thấy cũng như không thấy. Cô dạy mấy người mà để thiền đó, hỏi cô đó, thấy cũng như không thấy, tà ma cũng như không thấy, mà thấy Phật cũng như không thấy. Cứ tâm vắng lặng, nếu chừng nào mà con vượt hết hai cái cảnh đó, đó thấy ma với Phật rồi đó, bỏ hai cái cảnh giới đó rồi, con sẽ được cái cảnh giới thứ ba. Cái cảnh giới thứ ba là các vị xuống để dạy mình. Yeah. Không có cho ảo ảo thấy mình ảo ảo gì. Yeah. Đúng không? Còn kia nó thấy hiện ra hiện ra hiện ra vậy thôi, không có dạy điều chi hết đó. Rồi những ma nó cũng hiện hiện trước mặt mình, nó múa lung tăng vậy đó. Ừ, cô không có nói cái gì mà cho mình thấy vậy. Còn Phật có hiện ra là tiên Phật rồi hiện ra đủ chân, nhưng không có nói mình cái gì hết. Là tất nhiên đó là ảo tưởng, không phải là ảo tưởng mà gọi là bên kia nó cho mình thấy. Vì cái lòng mình còn tham đắm, mình chưa được vững tâm. Vượt qua hai cái giai đoạn đó rồi nha cô chỉ, nếu vượt qua hai cái giai đoạn rồi, một thời gian con sẽ thấy bề trên xuống chỉ dạy. Thì cô vượt qua hai giai đoạn đó luôn đó. Nhưng mà cô vượt có một giai đoạn là thấy ma tao chứ không có thấy Phật. Thì lúc cô được 2/3 rồi, là nó hiện xuống trước mặt con nhóc luôn. Ma nhỏ lớn, ma lớn có, ma nam có, ma nữ có. Và cô vẫn bình thường nha, bởi vì mình đã học hỏi từ lâu rồi. Thấy như không thấy đó. Cái tâm mình vững vàng, mình càng thấy thì mình càng định cái tâm mình đợi thêm. Cố quyết cái tâm mình giữ vững thì nó không có phá được đâu. Xà xuống nha, một cái con tinh luôn, hai cái răng gì xà xuống luôn. Nó bạn cáo sọc màu gỗ gạn, cô thấy gỗ gạn trước mặt chắc gì luôn mà mình thiền. Mình nhắm mắt mà áo sọc mà nó le lưỡi ngay mặt cô luôn, vẫn bình thường. À lúc đó là mình có mở mắt không hay là mình nhắm mắt? Nhắm mắt ha, mà mình thấy thì được lúc ha. Mình thiền mình nhắm mắt gì nè. Dạ. Đó, chứ mình thiền không có mở mắt. Dạ. Mình mở mắt là cái tâm của mình nó không có tập trung. Dạ. Mình nhắm mắt là cái tâm mình mới tập trung. Mà mình nhắm cũng vừa thôi chứ không có miết lại. Dạ. Đó là con biết không, vượt qua đó tới giờ cô không thấy nữa. À, thấy rú nanh luôn hả cô nè? Rú nanh luôn mà cái đầu nó như cái nơm luôn á. À, rồi, gặp mà người mà thiền định chưa có quen nè là tẩu hòa nhập ma. À. Thì cô biết thiền cái đó 30. Mà sợ ma sao ta rồi, hết hồn chân rồi sao rồi, hết cô, thiền được luôn. Cô không bao giờ biết giờ sợ ma có. Dạ. Em còn biết không? Còn chưa đâu. Cái lúc đó năm là cô 50... 65 tuổi. Dạ. Là một trận đấu tại chùa Phước Điền mình luôn rồi, trong giấc mơ nha. Dạ. Cái này đứa cô có giấc mơ. Năm nay thì cũng 5 năm rồi. Dạ. Thì cô bắt đầu lên đây làm việc đó, là cho cô thấy trước đàng hoàng luôn, mẹ mẫu giáng xuống luôn, Quan Âm Bồ Tát luôn, là ngồi tại cái chùa Thế Sơn mình đó. Dạ. Mẹ nói hôm nay con đấu với con ma này ở làng Thế Sơn. Nha, cái làng đó là làng Thế Sơn. Dạ. Cô cũng không biết làng Thế Sơn đâu, tới chừng sau này cũng đi chùa thì đi chứ không biết cái tên làng là gì. Cái con phải ngồi trong cái này, trong cái sân chùa Thế Sơn đó. Con biết chùa Thế Sơn cái gì? Dạ biết. Thì ha, là mẹ nói con ngồi tại đây đấu với con quỷ này, nếu mà con thắng nó là con đậu, tới đây con sẽ làm việc. Nói gì mà lúc cô mới 65 tuổi cô chưa làm thầy. Dạ. Cái nói vậy cái thiệt một hồi nó tới con lạnh lùng luôn đi. Giấc mơ của cô mà cô thức dậy đi ha. Nói chung là rung mình mảnh. Dạ. Mồ hôi đổ luôn. Cái đầu như cái bông gáo ha, hai cái nanh nó chọt tới đây nè. Bắt đầu á là mẹ có dặn, mẹ nói con ngồi trong cái sân chùa này không được đi ra. Nhưng cô nói nè, biết đâu có nói cô quan đường nữa.
Là sự thật luôn. Thấy thấy thật, nhớ thật mới nói được. Còn con thấy mà con đặt chuyện không có nói được đâu. Đặt chuyện sao mà biết chuyện gì mà nói mà đặt. Cái này là cô sự thật chim bao rõ ràng luôn. Là nói con nói, mẹ nói con đắng thắng con ma này đó thì con sẽ tới đây con sẽ đậu con làm việc. Nói vậy luôn nha. Mà lúc đó cô vô làm thầy biết việc gì đâu, thì trên nói vậy hay gì. Thì con đấu 3 hiệp. Nha, đấu 3 hiệp mà một hồi nó biến lên tới cái bằng cái nhà luôn. Cô nói này là giống hệt phim luôn. Mà người ta chắc không tin. Đi, nhưng mà cô cũng nói luôn. Hen thì cái cô mới kêu mẹ, mẹ ơi Quan Âm Bồ Tát ơi cứu con, bây giờ nó biến quá cao rồi. Như mình thúc túc với nè, quánh mà lúc đó cô quánh vỏ mà né không. Nó quánh lại nó, bị nó cao lòn không, mình lòn né không. Tới giường cô nói mẹ ơi mẹ Quan Âm Bồ Tát ơi truyền phép cho con. Bắt đầu thấy cô cao bự lên, bự lên, giống hệt truyền phim luôn. Bự lên tới nóc nhà luôn. Bắt đầu nó túc dưới này nè, bắt đầu cô quánh hiệp ba, nắm cái đầu lột luôn. Lột luôn nó chạy túc ra mà cẩm. Giật mình thức dậy hết hồn hết dưới. Cái này là sự thật luôn con. Đây có mẹ mẫu không? Cô không bao giờ nói thêm một lời nào đó nghe. Cô cứ nói đi. Ai đặt cái cảnh giới của như cô là người ta mới hiểu được. Còn qua, đúng rồi đó. Người ta có như cô là người ta mới hiểu, còn như không hiểu. Thì cô qua hai cảnh giới, cô nói là qua cảnh giới ma đó. Rồi là cô hết thấy nó luôn, là bắt đầu nói là ở trên bề trên dạy mình đó. Là nếu mà con giật rồi là bề trên dạy hết. Dạy là như thế nào? Dạy thí dụ trong giấc mơ mình ngủ hay kêu mình con làm đó đó. Hoặc là con thiền xuống nói. Bây giờ là mình hết cái cảnh đó rồi, hết cái qua cái giai đoạn mà ma nó nhắc mình rồi. Thì con thiền ha, thì trên xuống kêu bây giờ ta xuống đây để đỡ cho con làm nhiệm vụ này. Đó là mình có thấy được cái gì không hay là chỉ thấy, nghe cái tiếng nói thấy thôi. Thấy luôn. Ví dụ như cô thấy nha, là bà nữ qua đó. Là giáng xuống thì ta thấy con làm việc với trần gian này cũng khổ, thì cô thiền nhắm mắt vậy nè. Thì bây giờ ta xuống đây để cho con tiếp tay với con để cứu chúng sanh trần gian màn ba chiến đội chó. Hiện ra nói với mình luôn. Đó, còn chứ không có thấy Phật mà bay trên mây gì hết. Thực tế nói chuyện với mình luôn. Đó là khi mình qua cái giai đoạn rồi là các chị trên xuống làm việc và trực tiếp nói với mình. Đó. Vậy là cần phải trải qua hai cái giai đoạn thấy ma trước rồi trải hai giai đoạn đó. Nếu mà những người nào thấy Phật bây giờ đi dừng cái tâm lại đi. Chừng nào mà thấy ma đó là mới được 2/3. Ma nó phá đó là được 2/3. Rồi mình tiếp tục đến khi nào mình không còn thấy ma mà nó hiện trước mặt mình nữa đó, nó không có còn lặng tới lặng lui đó. Thì là đến lúc đó thời gian đó thì ở trên xuống chỉ mình làm những việc gì. Thí dụ mình có nhiệm vụ xuống trần gian này thì xuống cho mình biết. Bây giờ con phải làm cái nhiệm vụ đó cứu chúng sanh, ban cho mỗi người nhiệm vụ khác nhau nha. Thí dụ bây giờ mẹ ban cho cô là nhiệm vụ là trừ ma diệt quỷ cứu độ chúng sanh. Thì cô làm nhiệm vụ đó. Còn nhiệm vụ người ta đi là làm thầy thì cũng có nhiệm vụ luôn. Chứ mới không, mỗi người như mỗi nhiệm vụ. Chứ mình không phải mà ai cũng giống mình mới nói thiệt, còn không giống mình nói giả là không phải. Đó như vậy đó. Nên là cô nói vậy đó, là cuối cùng cái giấc mơ của cô cuối cùng đó là đấu với con ma tại làng Thới Sơn đó. Là từ đó sau cô không còn đấu với ma nữa. Chứ lúc trước đấu ma không. Bởi vì cô nói sao mà nằm trên ma thấy đấu với nó không, quánh nó không. Quánh mỗi lần phép không nghe. Phép hay chưởng gì một cái là nó tan nát luôn. Mà quánh bằng đao, bằng kiếm, quánh gì cũng có hết trơn á. Mà sao mà thấy hoài luôn. Cái cô nói chừng sao mình thấy ma, đấu với ma hoài ta. Y chang bây giờ. Cho mình biết trước cái việc mình làm, tới đây mình sẽ làm cái đó. Cho mình thấy trước bao nhiêu năm luôn. Là lúc đó cô làm thầy mà tôi thấy đấu ma vậy đó. Cuối cùng là đấu với con ma tại làng Thế Sơn là mới hết luôn. Là cô nói những cái chuyện mà đấu với ma đó, còn nói mà mấy clip chưa hết. Đêm hay đêm mà đấu. Thấy bay trên trời không đấu với nó không đó. Mình nói ra lúc đó chồng cô còn không tin nữa, ai tin. Nó làm gì nằm chim bao giống hệt phim. Chồng mình có không tin, mình nói ra tin. Bởi vì cô ít có nói này sợ tao không tin nữa. Nhưng mà sự thật có mới biết mới nói. Chứ đặt chuyện không có biết đặt đâu. Bây giờ bà con nào muốn đặt thì biết sao đặt. Với lại tại vì mỗi người tu tới cảnh giới nào thì tự người đó hiểu. Thì có những người mà cảnh giới như cô Năm ta mới hiểu được. Hiểu. Như bây giờ con nè, con nói nghe vậy thôi chứ con chưa đặt cảnh giới đó con đâu biết sao đâu. Cho nên mỗi người khi mà
cô Năm đừng ngần ngại vì chi hết á, mình cứ thì nói giờ cô Năm cũng nói lương dạy thường thường ghép ghép nấu cho mọi người biết. Biết là biết gì nè, khi cái người đó có cái căn đó, ta được thấy như vậy là thật, sự thật đó. Chứ không phải là giả đâu. Cho những người như cô, người ta thấy nhưng ta chưa hiểu biết, ta nói vậy là con giống cô, có mấy đứa nó cũng nói con giống hệt cô luôn á. Con nằm trên bao con thấy y như cô nói luôn á. Mà con sợ con, mà giờ cô nói vậy là con mừng rồi. Nó điện ngay cho cô nói vậy luôn đó. Bởi vậy con mới mong cô là chia sẻ những điều đó. Tại cũng có những người ta ở trong cảnh giới của mình nhưng mà ta không biết cái đó là thật hay giả, rồi cho nên ta nghi ngờ hoài, ta không có tin tắng trên con đường tu hành. Bởi vì con muốn mong bởi cô vì là đó, chia sẻ thì cô cũng nói là những người mà trải qua đó, muốn là đến sau này mà làm thầy thì trải qua hết các việc đó, chứ phải như không mà ra làm thầy đâu nha. Cho làm như là luyện mình hay gì á, luyện tập mình trong giấc mơ là mười mấy năm trời đó, 20 năm luôn đó con. Thì cái lần cuối cùng là mẹ nói trận này con quánh thắng thì con đậu rồi, là không có còn thi nữa, coi như là từ đó sau làm việc đó. Nói vậy luôn đó, thì tôi qua làm việc tới giờ. Nói vậy luôn đó. Bởi vì cái nhiệm vụ thiên liêng ở trên giao mình đâu biết được phải không? Vậy, mỗi người mỗi nhiệm vụ con ơi, chứ không phải ấy đâu. Bởi vì cô Năm nói lên đây hen, nếu mà bà con cô bác ở trên cộng đồng mạng và những đứa con thân yêu của cô mà nếu có cái trường hợp y như cô kể, là khi mình đoạt được rồi đó thì mình mới được bề trên chỉ dẫn. Mà nếu bề trên chỉ dẫn thì con cứ yên tâm, đừng có sợ. Còn bước đầu mà thiền đó thì không nên vọng tưởng, cứ thấy Phật như không thấy, thấy ma như không thấy. Cái đó nào nó lặng cho mình thấy đâu, chứ không có chỉ dẫn cái gì hết. Khi mình được rồi và trải qua giai đoạn đó rồi đó thì mình được bề trên chỉ dẫn là nói luôn, là nói cho mình biết. Nhưng còn cái giai đoạn mà thấy ma lặng lặng là không có đúng. Bà con anh chị nào, cô em cháu nào, nếu mà lúc thiền mà thấy ma thấy Phật mà hiện ra trước mặt mình lảng vảng là không có đúng. Định cái tâm lại liền. Mở mắt ra liền. Mở mắt ra xả thiền liền. Nếu không có lôi cuốn mình được. Thì khi mình tỉnh táo mình thiền định lại. Đó. Phải nhớ cái chỗ đó là nó không có dắt mình đi vào con đường bên kia. Cứ dựng cái tâm. Có thể mình thấy nhưng không thấy. Thấy nhưng mình cũng như là trong lòng mình không thấy nó. Mình cứ nghĩ vậy, mình tao là tao, tôi là tôi, chứ không ai hết nha. Cứ mình nói trong cái tâm mình vậy đó. Đừng có lại đây mà phá đó, mình nói trong cái tâm mình thôi. Tôi là tôi không là ai hết. Thì các vị đừng có tới đây, mình nói trong cái lòng mình thôi, nó cũng biết luôn đó con. Mình nói như vậy là có nghĩa mình thức tỉnh cái lòng mình đó, để mình vượt qua cái giai đoạn mà cho nó hiện ra nó thấy đó. Thì tôi khuyên bà con nghe, thấy cũng như không thấy, nghe như không nghe. Vượt qua hai giai đoạn nó hết đi. Khi nào mà làm nhiệm vụ đó thì trên xuống chỉ mình đàng hoàng làm việc gì việc gì đó. Đó thì bà con á, là cô bác, cái màn này nó cũng rất là nhiều linh căn xuống lắm. Nha. Thì cô Năm nói đây á, bà con cũng rất là nhiều linh căn, nhưng mà mình biết cái linh căn nào đúng thiệt thì phải học cái lời của Năm đó, đó là mới thiệt. Nói vậy đó. Thì bà con là gán thấy gì không thấy nha, nhớ cái câu của Năm nói nha. Khi mình thiền định á, mình mới vào thiền định một hai năm hai ba năm nào, thấy như không thấy. Dứt khoát thấy như không thấy, nghe như không nghe, cứ nói nó kệ nó, cứ tâm định lại thì nó phá mà không được thì từ nó bỏ à. Giống như mỗi người mà đang thi mà trải qua được thử thách rồi. Đúng thôi. Rồi đó, thi đậu thôi chứ đâu có thử thách. Thử thách nữa. Giai đoạn đó là mình, nếu mình đắm, mình cứ như là mình mê tham, theo á. Tham mê. Đắm á, mình nghĩ là mình thấy Phật được rồi mình mừng là không được. Thấy Phật khi nào mà không có dễ gì thấy Phật hiện xuống đâu. Tôi nói lên đây luôn nghe bà con. Người nào mà thấy Phật hiện nhiều mà lúc thiện là không có. Chừng nào mình nhiệm vụ rồi đó, một vị Bồ Tát xuống cho mình làm nhiệm vụ đó thôi. Chứ không phải mà Phật mà xuống đi đích thân chỉ cho mình đâu. Nếu người nào thấy vậy là không có đúng đó, bên kia âm đó. Ví dụ cái người đó xuống như cô là được mẹ ông Âm. Đó, mẹ ông Âm với mẫu. Rồi với là Phật Di Đà là không có thấy được cái người, chỉ nghe tiếng nói mà thôi. Còn mẫu là cô thấy trực tiếp mình thiệt luôn, với mẹ ông Âm thấy mình thiệt luôn, với bà nữ qua. Còn Phật Tổ với Phật Di Đà là không bao giờ con thấy được. Con chỉ nghe tiếng mà thôi.
Ừ, ta nói cho con biết ta là Phật Di Đà vậy đó, trong giấc mơ á. Dạ. Chứ thiền không được nghe luôn. Dạ. Thiền là chỉ là cô thiền định là cô nhận được mẹ mẫu với Quan Âm với hộ pháp với nữ hoa là trực tiếp, là lúc thiền chỉ bảo mình những điều gì đó là trực tiếp chỉ mình. Dạ. Ở như hộ pháp thì cô cũng thiền trực tiếp, ổng xuống cấm khi gai đang kêu gươm xuống. Dạ. Hộ pháp cô thờ đó. Dạ. Chứ không phải bà nói thấy Phật đâu, bởi vì bà con gán. Dạ. Tôi chia sẻ lên đây để bà con nghe hiểu biết. Và khi mình giống như cô thì cứ nhận ra cái nào, cái đó thì mình dẹp. Dạ. Nhiều linh căn xuống lắm, cũng làm nhiệm vụ tới đây cũng rất là nhiều đó, chứ không phải không đâu nha. Dạ. Nhưng mà mình phải gán. Dạ rồi, quá hay. Nãy giờ những cái clip này rất là ý nghĩa để cho cô bà con biết để mà tu. Những ai mà trong cái giai đoạn mà như cô Năm nói thì nên suy nghĩ lại những gì cô Năm chia sẻ, thì tùy quý vị. Thì ai trong cái giai đoạn đó thì người đó mới hiểu được thôi, chứ không phải không cô Năm. Đúng rồi. Những người không hiểu thì chê trách gì thì thôi quan hỷ đi, đừng chê trách. Quan hỷ dùm cho cô Năm đi. Đây là cô Năm, những giấc mơ là những cái sự mà cô trải qua mấy giai đoạn rồi thì cô mới được bề trên chỉ dẫn như vậy làm cái gì cái gì. Thì cô Năm chia sẻ đây, nếu bà con có tin thì cũng tin thì cũng tin, còn không á, không tin thì cũng đừng có dùng cái lời quan hỷ bỏ qua, quan hỷ cho tôi cho tôi nghe. Đây là sự thật, không có biết cái gì mà giả mạo để mà cô Năm lên mà cô Năm nói được có lợi lộc gì chứ. Nói đây để cho bà con hiểu biết thôi, chứ không phải nói mà để làm cái gì. Cô Năm chị bệnh ta, cô Năm không lấy tiền luôn mà. Không lấy tiền nó bạc gì của ai trơn, mà đến đây cúng hỏi cúng gì cô Năm, nó không có cúng. Tự làm tùy hỷ, nếu nhà có mua bông đến thì cúng, không thì thôi. Vì thầy có nói là đến với ta chứ đem đồ cúng, thấy không? Thầy nói gì cô làm y chang, cô nói nếu mà có đem tới thì cúng mẹ đi, chứ cô không có kêu mua gì hết trơn á. Dạ rồi, vậy cô chấm kết thúc tại đây hết cô Năm. Kính chào bà con, cô bác trên cộng đồng, chào mấy đứa con thân yêu thương mến của cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn, mến chào cô Năm.